Hello, xin chào mọi người. Mình thấy dạo này có khá nhiều bạn tìm hiểu về khúc khu, nhưng trên mạng chỉ có những tài liệu tiếng Anh. Hôm nay mình tạo kênh này để giải thích và tìm những bạn có cùng sở thích. Có một sự thật có thể bạn không tin, đó là có rất nhiều người đàn ông tưởng tượng vợ mình ngoại tình, và điều đó gây hưng phấn với họ. Ở Mỹ gọi những người như thế là khúc khu. Vậy khúc khu là gì? Khúc khu là từ chỉ sự không chung thủy ngoại tình của người vợ cắm sừng chồng. Ngày xưa, việc người chồng bị cắm sừng sẽ dẫn đến một cuộc chiến mà một người phải chết. Bị gọi là khúc khu được coi là tối thượng của sự sỉ nhục cho danh dự của một người đàn ông. Bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra với bạn, và bạn nghĩ ai cũng thế. Ngày nay, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là những người chồng tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ ngoại tình của vợ họ. Một số người trong xã hội thậm chí đã đưa nó lên thành một lối sống. Câu hỏi đặt ra là các người tham gia trong một mối quan hệ khúc khu sẽ suy nghĩ như thế nào? Đầu tiên phải nói đến người chồng. Niềm vui của người chồng, ở đây tôi gọi là sự khổ dâm nhục nhã khi quan sát thấy sự xấu hổ và đê mê của vợ mình khi quan hệ trước mặt. Đầu tiên đó là một chút ngại ngùng e thẹn, sau đó là sự hưng phấn trước một người đẹp trai hơn, cao to hơn, khỏe mạnh hơn, và đặc biệt họ sở hữu dương vật to hơn bạn. Cảm giác của người vợ ngoài niềm vui từ việc quan hệ với một người đàn ông tốt hơn chồng mình, người vợ nhận được niềm vui khác đến từ sự chiêu trọc chồng mình, quan hệ tình dục với một người đàn ông khác trước mặt anh ta. Cảm giác của người được chọn để quan hệ từ chuyên môn gọi là bull, còn gì tuyệt vời hơn cảm giác được thịt với thằng khác trong khi nó bất lực ngồi nhìn. Cảm giác của kẻ mạnh, kẻ chiến thắng. Vậy làm thế nào để khúc khu xảy ra? Khúc khu liên quan đến ít nhất 3 người. Tuy nhiên đó không phải là threesome. Trong một mối quan hệ threesome, tất cả các bên đều tham gia quan hệ tình dục cùng một lúc. Trong khúc khu, người chồng là một người quan sát bên ngoài và không tham gia vào hoạt động tình dục. Anh ta chỉ quan sát từ xa một hay một nhóm người đàn ông quan hệ với vợ anh ta. Trong một số trường hợp, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài xem vợ mình quan hệ tất cả các tư thế đối với những người đàn ông khác. Người vợ chỉ có thể để cho chồng mình nghe những tiếng rên rỉ và trò chuyện bẩn thỉu của cô ta, hoặc cô ta có thể xúc phạm chồng mình bằng cách nói với chồng mình là anh ta làm không tốt bằng người bạn tình hiện tại của cô ấy. Trong một số trường hợp khác, người chồng có thể quỳ hoặc nằm tùy theo hiệu lệnh của vợ. Một số cặp vợ chồng thừa nhận rằng sự tôn sùng tình dục của họ thực sự bắt đầu từ những cuộc ngoại tình thực sự. Bạn có thể tưởng tượng một cảnh người đàn ông phát hiện ra vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác, và thay vì chạy vào để chiến đấu giành lại người vợ, anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy thích những gì cô ấy đang làm và họ nên làm lại lần nữa. Kể cả việc cho anh ấy xem vào lần sau, và thế là khúc khu bắt đầu. Phần còn lại của khúc khu thừa nhận rằng họ đã tò mò và thử nó tại một bữa tiệc hay là xem cái bộ phim bon và ám ảnh họ. Khúc khu là việc một bên không chung thủy và một bên đồng ý với việc không chung thủy đó. Trong một số trường hợp, người chồng là người chọn cho vợ mình sẽ ngủ cùng ai. Nhưng thường thì các cặp vợ chồng thiết lập các quy tắc riêng để họ có sự thoải mái và hưởng thụ riêng. Một số cặp người vợ tự chọn đối tác cho họ, một số khác tìm trên mạng hay trên các diễn đàn. Thường thì những người được chọn sẽ sở hữu những phẩm chất ưu tú hơn người chồng như sắc vóc, hình thể, sinh lý và cơ quan sinh dục to hơn. Khúc khu cũng tương tự như chủ nghĩa mãn nhãn. Chủ nghĩa mãn nhãn là hành động theo dõi các hoạt động riêng tư của người khác. Khúc khu chia sẻ cùng một tần số như chủ nghĩa mãn nhãn. Bạn không tham gia vào các hoạt động tình dục, chỉ đơn thuần là bạn ngồi xem. Nó giống như bạn đang xem phim khiêu dâm, nhưng sống động hơn và vợ bạn đang là ngôi sao chính. Khúc khu là nơi mọi người được nhận được niềm vui do mình tự gây ra hoặc nhận lại sự đau đớn. Đây là nơi tôn sùng roi da, còng tay hoặc gây tổn thương bằng lời nói, lời sỉ nhục.
Tôn sùng này đòi hỏi hai người, một người mang tàn bạo mang đến sự tổn thương cho người khác và một người chấp nhận vui vẻ và cầu xin sự tổn thương. Cả hai bên đều tận hưởng những gì đang xảy ra, mọi người cùng vui. Khúc khuôn nên đưa vào sự so sánh, đó là động lực, đó là niềm vui. Đầu tiên, bạn tưởng tượng một người đang quan sát vợ mình quan hệ với một người đàn ông khác trước mặt anh ta. Chàng trai vui sướng vì nỗi đau đớn khi nghe tiếng rên rỉ của vợ mình trong vòng tay của người khác, nghe vợ mình so sánh khả năng của mình với người khác và so sánh kích thước dương vật. Đương nhiên là người chồng sẽ phải thua thiệt. Trong kịch bản này, anh chàng, người chồng được vui sướng từ nỗi đau tâm lý bị lừa dối. Khúc khu là một hương vị có được, nó có thể có hoặc có thể không hấp dẫn bạn, nhưng thực tế một số người đã hài lòng với nó, bạn có thể thử hoặc không. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến gia đình, nếu các bạn rơi vào trường hợp nào đó trên đây, xin để lại comment, mình sẽ làm video khác để giải thích. Các bạn có thể đăng ký kênh này của mình để tiện theo dõi mình ở các clip tiếp theo. Clip tiếp theo có chủ đề là khúc khu đem lại hạnh phúc hay tan vỡ cho một gia đình. Bye, hẹn gặp lại.